Chào mừng bạn đã quay trở lại với video clip của kiến thức crypto. Thì trong ngày hôm nay hãy nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi nhờ làm một cái video clip để làm sao hiểu rõ về kỹ thuật. Tại vì đầu tư thì hãy đưa ra rất là nhiều chiến lược, đưa rất là nhiều những cái phương pháp rồi. Tuy nhiên là có nhiều nhà đầu tư mới còn thắc mắc về vấn đề kỹ thuật liên quan tới việc là sàn giao dịch, liên quan tới nạp tiền, rút tiền, liên quan tới các cái cặp đồng tiền. Thế nên cho ngày hôm nay hãy sẽ làm cái video clip này để mà có thể hướng dẫn cho chúng ta những cái nào mà khi mà chúng ta giao dịch trên sàn Binance thì cái nào chúng ta nên biết, cái gì chúng ta cần phải làm và để làm sao đầu tư một cách an toàn, đúng kỹ thuật, không có bị mất mát trong cái thị trường này mà vô tình bị vấn đề kỹ thuật. Thì bạn hãy xem kỹ video clip này nha, thì sẽ chia sẻ rất kỹ cho bạn trong video clip này. Trong video này thì sẽ có 5 cái bước. Bước đầu tiên đó chính là thì sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách đăng ký tài khoản Binance. Bạn phải có một cái tài khoản Binance trước đã. Thì sau khi bạn có cái tài khoản Binance thì cái bước tiếp theo là bạn phải biết cái cách để mình nạp tiền lên trên sàn Binance. Thì nó sẽ có hai cái phương pháp. Nếu mà cái phương pháp đầu tiên dành cho những bạn nào mà ít vốn, khoảng tầm dưới 1.000 đô mình muốn nạp tiền vào, thì mình có thể đăng ký trên cái gọi là link Remitano. Ở phía dưới này có cái đường link đăng ký. Và thì cũng có kèm theo cái bài viết hỗ trợ hướng dẫn cho bạn cái cách để mà mình mua trên Remitano đó. Thứ hai là nếu mà bạn mua trên 1.000 đô, nếu mà bạn muốn tiết kiệm cái phí hơn, tốc độ nhanh hơn, đơn giản hơn và số vốn một trên 1.000 đô bảo mật an toàn, thì bạn có thể liên hệ đúng cái tài khoản là t.me/VanHỷ OTC. Thì bạn kết bạn Telegram và Hỷ sẽ hỗ trợ, Hỷ có một ekip để hỗ trợ cho bạn cái việc là nạp USDT để mà mình có thể nạp tiền lên sàn Binance. Thì cái thì nạp cũng như rút thì mình có thể thông qua hai cái đơn vị là Remitano hoặc là vào là B2B ở cái group mà Hỷ chia sẻ. Đó là chính là cái bước thứ hai, lát nữa sẽ chia sẻ kỹ hơn. Cái bước thứ ba đó chính là mình hướng dẫn làm giao dịch crypto trên Binance. Nghĩa là có rất là nhiều bạn hỏi Hỷ về cái vấn đề là mình mua cái đồng tiền là altcoin với USDT với là mình mua cặp altcoin với BTC thì nó như thế nào. Thì ngày hôm nay cũng sẽ giải thích về cái vấn đề này cho nhiều bạn mới vẫn chưa có hiểu. Khi mà xem những cái livestream của anh Simon thì mình thắc mắc là mua cặp nào lợi hơn. Rồi, cái thứ tư đó chính là mình hiểu về trên cái ứng dụng điện thoại của Binance thì có cái tài khoản Lite và tài khoản Pro, thì một lát nữa sẽ giải thích luôn. Và cái phần thứ năm đó chính là các cái tính năng trên sàn Binance, thì những cái tính năng nào có thể sử dụng được, cái tính năng nào có thể mình lựa chọn được thì bạn cũng sẽ là được tham khảo trong cái phần thứ năm trong video này. Bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên thì chúng ta nói tới việc là hướng dẫn cái cách đăng ký tài khoản Binance. Thì xin phép là được ở phía dưới này có đường link đăng ký Binance cũng như là đường link đăng ký Remitano cũng như là đường link để mua giao dịch OTC. Thì bạn vào trang chủ kiến thức crypto hoặc là ở dưới này nó cũng có cái đường link này. Đây, đường link đăng ký Remitano ở đây, đường link đăng ký tài khoản Binance ở đây và đường link để mà chúng ta có thể giao dịch OTC ở dưới này. Thì bây giờ Hỷ xin phép là Hỷ ví dụ cho chúng ta về việc là chúng ta đăng ký tài khoản Binance. Nếu mà dành cho những bạn nào chưa có tài khoản thì bạn đăng ký thông tin với số điện thoại di động hoặc là bạn dùng cái email để bạn đăng ký và bạn đặt mật khẩu. Và cứ như thế là bạn tạo tài khoản và bạn sẽ có một cái tài khoản riêng. Sau đó bạn tiếp tục tới cái bước là mình xác thực tài khoản. Thì ở đây Hỷ xin phép là nó chỉ là những cái phần thông tin điền thôi, cho nên là Hỷ sẽ không có quay phần này mà Hỷ sẽ chia sẻ thẳng vào trong khi mà chúng ta đăng ký tài khoản xong thì nó như thế nào ha. Sau khi mà bạn đăng ký tài khoản thành công thì Binance sẽ yêu cầu bạn xác thực tài khoản. Bạn xác thực tài khoản, bạn xác thực số điện thoại, xác minh Google. Đây là những cái bước xác thực rất là quan trọng để khi mà bạn mất điện thoại, bạn mất cái tài khoản email thì bạn vẫn được khôi phục cũng như là bạn vẫn được hỗ trợ trong vấn đề xác thực. Cho nên vấn đề xác thực rất rất là quan trọng. Và nếu mà bạn muốn tìm hiểu cái cách làm sao để mà mình có thể là đăng ký cũng như xác nhận tài khoản rất là chi tiết thì bạn có thể vào trang web là blocktienảo.com. Thì ở trong đây thì có cái hướng dẫn rất là chi tiết về chúng ta là đầu tư trên sàn Binance. Đây,
Thì ở đây có cái bài là sàn Binance từ A tới Z, thì bạn có thể vào đây và sẽ có cái phần hướng dẫn rất là kỹ cho chúng ta để mà bạn có thể được hướng dẫn cái phần xác thực cho nó kỹ ha. Đây, trong đây thì nó có cái phần là hướng dẫn bật tính năng 2FA nè, xác thực tài khoản nè. Ở đây có phần hướng dẫn rất là chi tiết cho nên là bạn hãy làm theo hướng dẫn. Ở phía dưới này có cái đường link này để bạn có thể làm theo hướng dẫn ha. Như vậy nó sẽ thuận lợi hơn là bạn xem video clip để bạn làm. Thì nói ở đây để mà bạn có thể nắm rõ được là mình cần phải làm gì. Ok, thì khi lúc này á, khi mà chúng ta muốn nạp tiền thì bây giờ chúng ta đã có cái sàn giao dịch thì chúng ta cần phải nạp tiền vào. Đối với cái tính năng giao dịch B2B trên Binance, trong cái thời điểm đầu á, khi mà giao dịch thì hiện tại có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan tới việc là mua B2B ở trên đây, hoặc là bên thanh toán bên thứ ba là bên Visa thì phí nó cao. Còn B2B hiện tại có rất là nhiều trường hợp liên quan tới cái trường hợp lừa đảo, ở trên đây cũng có rất là nhiều bạn bè hãy giao dịch trên đây cũng bị lừa đảo rất nhiều. Cái thứ hai là B2B của Binance thì không phải là hãy nói xấu, nhưng mà ở đây là trường hợp có thật, cho nên là hãy muốn nói để cho bạn có những cái dữ liệu để bạn tham khảo. Thì đối với B2B thì trường hợp rửa tiền cũng khá là nhiều, thành ra là hãy cũng những nhà đầu tư mới thì chúng ta hãy xem xét. Thì cái lựa chọn mà giao dịch mua nạp tiền trực tiếp trên bên trên Binance á, thì nó hơi khá khó và phức tạp cũng như rủi ro cao. Cho nên là cái bước tiếp theo mà hãy muốn chia sẻ là bây giờ chúng ta hướng dẫn nạp tiền á, nó sẽ có hai cách mình muốn nạp tiền vào. Thì cái bước đầu tiên để mà chúng ta nạp tiền vào, chúng ta cần phải có một cái ví, và hãy sẽ khuyến cáo người mới chúng ta chọn là Fiat Spot nè, đây là cái ví của chúng ta nha. Trên Binance sẽ có rất nhiều thứ nhưng mà hãy sẽ hướng dẫn từ từ. Đầu tiên ở đây chính là cái ví của mình. Mỗi một đồng tiền mình sẽ có cái ví. Đây, ví dụ như ở đây mình có là USDT, và hãy khuyến cáo chúng ta nếu mà chúng ta mới bắt đầu, chúng ta nên mua USDT. Và sau đó khi chúng ta mua được, chúng ta sẽ dùng USDT để mua những cái đồng tiền altcoin, những đồng tiền nào đó chúng ta muốn mua thì dùng USDT đa phần có thể mua được. Và chúng ta sẽ chọn là nạp USDT, chúng ta chọn nạp. Và sau đó nó có cái ví, thì thông thường á, khi mà chúng ta giao dịch thì chọn là TRC20 là cái mạng là Tron để mà giao dịch. Thì ở đây thì nó sẽ ra đây là cái địa chỉ ví, và việc của bạn là mình mua USDT và bây giờ là người ta chuyển cho mình tiền, thì người ta sẽ lấy cái đường địa chỉ link ví này để mà người ta chuyển vào đây, thì tiền của mình sẽ vào được tài khoản. Ok, tiếp theo là vậy thì bây giờ mình mua ở đâu? Thì ở đây thì sẽ có cái recommend là hai lựa chọn nè. Cái lựa chọn nếu như bạn có dưới 1.000 đô bạn muốn mua thì bạn có thể đăng ký cái tài khoản là Remitano ở bên đây. Thì tài khoản Remitano, đây, bạn sẽ đăng ký tài khoản Remitano và bạn đăng ký một cái tài khoản, bạn xác thực xong là bạn sẽ được là bạn nạp tiền lên đây, xong rồi bạn mua USDT xong bạn chuyển về ví Binance. Ok, thì sẽ không có làm hướng dẫn chi tiết ở đây mà sẽ có những cái bài viết, thì cũng tương tự ở phía dưới á, có cái bài viết của blog tiền ảo có hướng dẫn rất là chi tiết, cho nên là bạn sẽ tham khảo cái bài viết của blog tiền ảo để xem các cái bước kỹ thuật kỹ hơn. Nhưng mà hãy muốn nói ở đây là hãy so sánh là đối với cái việc là nếu mà bạn có số vốn trên 1.000 đô và bạn lựa chọn cái phương thức là giao dịch USDT số lượng lớn bảo mật, thì bạn có thể là liên hệ là tài khoản là t.me/Văn Hỷ OTC. Thì ở đây thì chúng ta sẽ là liên hệ với cái tài khoản này mình giao dịch á, thì cái phí nó rẻ hơn, tốc độ nhanh hơn và cái giá nó tốt hơn nha. Cho nên là các bạn lưu ý, thì đây là những cái option hỷ dành cho bạn. Rồi, bây giờ tới bước thứ ba chúng ta cần phải làm, đó chính là hướng dẫn giao dịch crypto trên Binance. Ok, thì nó sẽ có hai cái option. Một là bạn sẽ dùng USDT để bạn mua altcoin. USDT là một cái stablecoin, là một cái đồng tiền ổn định giá tương ứng với $1. Và $1 thì những cái đồng tiền sẽ được mệnh giá là $1. Thì những cái altcoin bạn mua thì có coin 5 đô, có coin 4 đô, thì bạn sẽ tương ứng là bạn lấy đô bạn đổi altcoin, nó tương tự như vậy. Còn mà altcoin đổi BTC thì nó là những cái cặp đồng tiền. Ở đây thì ví dụ trước ha, thì ngoài ra thì nó có các cái cặp là ba là altcoin với cặp altcoin. Từ Ethereum chuyển sang một đồng tiền EOS chẳng hạn, từ Binance chuyển sang đồng tiền khác thì nó gọi là altcoin chuyển sang altcoin. Thực ra nó chỉ là các cặp đồng tiền thôi, đồng này 5 đô, đồng kia 3 đô, thì một đồng này đổi ra đồng kia bao nhiêu đô. Thực ra nó cũng rất là dễ hiểu, nó không có phức tạp.
Ok, thì ví dụ như là khi mà chúng ta muốn giao dịch thì chúng ta đăng nhập trên máy tính thì nó như thế này. Và chúng ta sẽ chọn là thị trường spot. Ở đây thì xin giải thích là đối với kiến thức crypto thì không tham gia thị trường future. Đây là điều mà gọi là tối kỵ, cho nên là hãy nói trước. Và cũng không có tham gia phái sinh, không có hợp đồng tương lai gì hết, không dùng token đòn bẩy, không chiến đấu, không dùng token down, token up, cũng như là token chứng khoán cũng không có cần thiết. Hiện tại thì vẫn chưa có định hướng được cho cộng đồng, nhưng mà mấy cái này tốt nhất là chúng ta chưa đụng ha. Và nếu mà bạn nào đụng thì bạn đó phải là tìm hiểu cho thật là kỹ. Ok, và ở đây thì ngoài ra có các cái tính năng khác thì một lát nữa phần 5 này sẽ nói kỹ hơn. Còn đối với việc là chúng ta đầu tư trên crypto trên đây là cái lựa chọn hiện tại, là lựa chọn là hợp lý nhất, tốt nhất, nên là chúng ta lưu ý. Ở đây thì nó có các là thị trường BNB nè, là các cái đồng tiền là cặp BNB với lại những cái đồng tiền khác. Ở trên đây là thị trường Bitcoin, là từ Bitcoin chuyển sang những đồng tiền khác, như là lấy Bitcoin đổi ADA, lấy Bitcoin đổi Matic, lấy Bitcoin đổi Ripple chẳng hạn. Còn thị trường altcoin là lấy đồng Tron đổi đồng Wing, lấy đồng Ethereum đổi đồng Binance, lấy Ethereum đổi ADA. Đây chính là thị trường altcoin. Và đây là fiat. Fiat là dùng USDT để mua ETH, lấy ADA để mua USDT, vân vân. Thì đây chính là BUSD, cũng giống như USDT. Quan trọng là bạn sở hữu cái đồng tiền nào. Thì đại đa phần á, là USDT sẽ có rất nhiều cặp đồng tiền. Bạn có USDT bạn sẽ mua được rất nhiều đồng tiền nào mà bạn muốn và bạn sở hữu nó nha. Cho nên là việc là đối với Hỷ á, thì cái việc là chúng ta cứ mua USDT thôi là tiện lợi nhất. Và đối với Hỷ, nếu mà là người mới thì chúng ta không nên dùng cái cặp là altcoin này để mua, vì chúng ta không biết được lời và lỗ như thế nào, rất là khó để nhận biết. Cái thứ hai là BTC cũng vậy luôn, và thị trường BNB cũng vậy luôn. BNB nó tăng nó giảm rất là điên cuồng, và chúng ta không có biết cái cách để mà mình biết được cái đồng lời của mình như thế nào, thì nó bị phụ thuộc rất nặng về cái đồng tiền gốc. Nhưng mà đối với USDT là đơn giản nhất, chúng ta có vốn bao nhiêu, chúng ta mua đồng đó, chúng ta bây giờ đang có lời bao nhiêu, thì nó sẽ thể hiện hết, nó sẽ rất là dễ để chúng ta nhìn. Ok, thì một là chúng ta sẽ là chọn những cái đồng tiền mà mình muốn mua ở đây, hoặc là bạn có thể là tìm ở trên đây. Ví dụ như là bây giờ trong 13 cái đồng tiền của Hỷ đi, Hỷ muốn làm Hỷ bây giờ Hỷ đã có USDT trong túi rồi, thế thì bây giờ Hỷ muốn mua cái đồng tiền, ví dụ như Hỷ đã mua USDT, bây giờ là Hỷ có USDT rồi, bây giờ Hỷ muốn mua đồng tiền là NEAR. Hỷ search ở đây là NEAR thì nó có là NEAR USDT, đúng không? Thì mình cứ chọn giao dịch ngay, sau đó là mình để là giao dịch cổ điển đi cho nó dễ ha. Chào mừng bạn đến Binance Spot. Bạn lưu ý nha, là giao dịch là mình chỉ spot thôi nha. Bạn không có dùng cross margin, isolate margin nha, không có đụng mấy cái này ha. Mình chỉ chọn spot thôi. Và cứ thế là mình mua near thôi, mình chọn số lượng near mình muốn mua, rồi mình số đô mình đang có. Thì ở đây thì không có đô cho nên là nó không hiện, nhưng mà ví dụ thì có 100 đô thì mình có thể chọn phần trăm đô, số đô của mình có để mình mua. Đây là ví dụ rồi. Hoặc là chúng ta có thể search ở đây. Bây giờ Hỷ đã mua NEAR xong, bây giờ Hỷ ví dụ như Hỷ dùng USDT để mà Hỷ mua thêm cái đồng tiền, hoặc là bạn lên đây bạn search lại là bạn muốn là mua đồng, là đồng SEM. Bạn search là SEM thì ở đây có SEM USD, sao không? Bạn bấm vào nút là giao dịch ngay. Bạn nhớ là chọn chỗ này là thị trường là Fiat nha. Sau đó mình bấm giao dịch ngay thì nó lại tiếp tục vào cái biểu đồ và chúng ta bắt đầu mua mua SEM. Thì cũng tương tự như vậy là chúng ta có thể mua được rồi, đúng không nào? Rồi, thì đó chính là cái phương pháp để mà chúng ta mua thông qua đồng USDT. Rồi, thì cũng tương tự như vậy, thì nếu như mà bây giờ bạn có đồng Bitcoin chẳng hạn, hay là bạn có đồng BNB, thì tương tự như vậy, là bạn có BNB thì bạn lấy Bitcoin bạn đổi SEM. Ví dụ bạn có Bitcoin đi, thì bạn dùng Bitcoin bạn đổi SEM. Có nhiều bạn thắc mắc hỏi cái 3X này là gì, thì 3X này gọi là có dùng cái đòn bẩy. Nhưng mà đối với Hỷ là không có dùng đòn bẩy nha. Sàn nó cho phép nhưng mà chúng ta không dùng, vì dùng khả năng bạn mất tiền nhé. Thì ở đây để spot và isolate 3, nhưng mà chúng ta chọn spot nha, luôn lưu ý chỗ này, đừng có bị lừa ha. Và ở đây mình mua SEM bằng BTC, nếu mà mình có Bitcoin thì mình đổi sang SEM. Rồi, thì bây giờ Hỷ sẽ giải thích cho chúng ta về các cái cặp đồng tiền này thì nó sự khác biệt nha, như thế nào. Thì giả sử như bây giờ chúng ta có là đồng Bitcoin, chúng ta có đồng USDT, chúng ta có đồng BNB, đúng không? Thì giả sử bây giờ là đô, là chúng ta có 1 đô nè ha.
Bây giờ chúng ta có đồng Bitcoin là bây giờ hiện tại giá của Bitcoin đang là giá là, hãy xem ở đây luôn nha. Lấy ví dụ thực tế luôn cho chúng ta xem là 34.400 đô đúng không? 34.400 đô. Rồi. Tại vì có rất là nhiều bạn hỏi về cái vấn đề này cho nên là hãy muốn giải đáp để chúng ta thấu rõ luôn. Hiện tại Binance BNB với giá là 310 đô ha, 310 đô. Rồi, bây giờ hãy giả sử như là với có những cái đồng tiền này mà chúng ta mua đồng tiền là Near. Không, đồng đồng SEM đi. Đồng SEM nhỏ quá, đồng Near đi. Ok, đồng Near lại đi. Với giá là bây giờ hãy xấp xỉ là 3 đô đi ha. Đồng Near với giá là 3 đô. Giả sử là bạn có là 1.000 đô, bạn muốn làm một cái lệnh là 1.000 đô. Bây giờ bạn có 1.000 đô đúng không? Thì bạn có thể là dùng BNB bạn mua Near, bạn có thể dùng BTC bạn mua Near, bạn có thể dùng đô để bạn mua Near. Được không nào? Thì với 1.000 đô này bạn đổi 1.000 đô này sang BNB. Được không? Xong rồi bạn lấy BNB bạn đổi Near thì nó cũng ra tương ứng, nó chỉ bạn bị mất một cái phần phí do bạn phải mua từ USDT nè, bạn mua sang BNB xong bạn mua sang Near thì mỗi một lần giao dịch gì bạn có một cái phần phí. Thì tính ra là nếu mà bạn dùng USDT bạn mua Near thôi thì nó rất là nhanh chóng, được không nào? Thì cái đó là thứ nhất. Nhưng mà trường hợp thứ hai là giả sử như là bạn không có nắm đô, bạn đang nắm là bạn lúc trước là bạn mua. Tại sao mà các cặp đồng tiền á khi mà người ta gọi là mua cặp BTC với lại altcoin thì nó có lãi kép? Là trường hợp khi á lúc này á, là bạn dùng 1.000 đô này bạn mua Bitcoin đúng không? Thì lúc này Bitcoin nó trong thời gian tới đây Bitcoin lên 40.000. Mà đồng Near ha, đồng Near nó giảm xuống còn 2 đô. Thì lúc này bạn mua giá 34.000 đô thì trong thời gian tới nếu như mà giá Bitcoin lên 40.000 đô, bạn chốt lời. Xong rồi bạn lấy cái tiền lời này nè, rồi bạn 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 chốt cái lời này bạn mua đồng Near này nữa. Có nghĩa là BTC lên giá bạn vẫn có lời đúng không? Ngoài ra thì bạn mua thêm đồng Near, giá đồng Near nó rẻ xuống nữa, có nghĩa là vì BTC tăng giá mà altcoin giảm giá. Thì nếu mà bạn giữ BTC có nghĩa là bạn vừa lời BTC mà bạn vừa mua được nhiều hơn đồng Near thì đây gọi là lãi kép. Đó, nhưng mà nó chỉ tồn tại khi mà BTC tăng giá và altcoin giảm giá, bạn giữ BTC thì bạn mới có lời, lãi kép. Nhưng mà với cái trường hợp ngược lại, nếu như BTC mà giảm thì sao? Bạn có 1.000 đô bạn giữ BTC nhưng mà từ 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 33.400 đô nó xuống còn 28.000 đô đi. Xong rồi đồng Near này lên giá 4 đô. Thì vẫn 1.000 đô này như lúc trước mà bạn mua Near thì bây giờ bạn lời đúng không? Nhưng mà bây giờ 1.000 đô này bạn mua BTC nó giảm giá xuống thì bạn đang lỗ. Xong mà bạn chốt cái lỗ này bạn mua Near với giá 4 đô bạn lỗ thêm nữa. Có nghĩa là cái phương pháp này á, là bạn phải có cái cách nhìn thị trường, bạn phải hiểu thị trường, bạn phải nắm rõ được cái cặp đồng tiền và cái dòng tiền nó đổ qua đâu, cái nào lời trước cái nào lời sau thì nó rất là phức tạp cho người mới. Cho nên là người mới chúng ta chỉ cần là lấy USDT và mua cái đồng tiền mà mình muốn mua và cứ để đó và nó tăng cái lời đó là được. Được không nào? Thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều cho người mới. Còn nếu mà người nào mà quan tâm tới cái phần này thì chúng ta phải theo dõi nhiều hơn. Nhưng mà đối với kiến thức crypto không có khuyến cáo cũng như không có hỗ trợ về cái vấn đề đó, cho nên cả nhà mình lưu ý chỗ này. Thì đó chính là về vấn đề các cái cặp đồng tiền ở trong video clip này hãy muốn làm rõ cho chúng ta. Tới cái phần tiếp theo là chúng ta là có bởi vì á Binance á rất là sợ là người mới không có biết gì cho nên là có nhiều cái đồng tiền mà vốn hóa nhỏ nhà đầu tư không biết á và mua bậy bạ xong người ta lỗ tiền xong người ta trách Binance. Thành ra Binance mới có cái gọi là Binance Lite và Binance Pro. Những cái nhà đầu tư mới khi mới bắt đầu đăng nhập tài khoản ở trên điện thoại thì đa phần sẽ là ở trên cái giao diện là Binance Lite. Trên Binance Lite chỉ có những cái đồng tiền mà đồng tiền gọi là đồng tiền vốn hóa lớn thôi. Còn những đồng tiền vốn hóa nhỏ rủi ro cao nó sẽ không có trên đó. Còn mà nếu như mà bạn nào mà muốn mua và có những cái nó đầy đủ tính năng thì bạn chuyển sang cái tính năng là chế độ là Binance Pro. Thì nó sẽ có tất cả đồng tiền mà bạn sẽ mua và bạn thao tác được ở trên trên cái app của Binance. Bởi vì Binance nó muốn là hướng tới mọi người là tính năng đơn giản nhất có thể. Được không nào? Và các cái bước thì mình chỉ cần vào cái phần cài đặt.
xong rồi mình vào cái phần là chuyển chế độ từ Live sang Pro thôi, ở bên trái, góc bên trái là nó có hết, cho nên là nó cũng khá là đơn giản. Rồi, vậy thì bây giờ hãy nói tới cuối cùng, vì Binance nó sẽ còn một cái nữa, nó liên quan tới các cái tính năng. Ở trong đây thì cũng sẽ nói tổng quan thôi để chúng ta có thể nắm tình hình. Đối với Binance thì nó có hiện tại bây giờ có rất là nhiều hệ sinh thái. Trong thời gian tới thì Binance cũng sẽ có thêm một cái hệ sinh thái liên quan tới NFT. Chúng ta có thể mua bán những cái tài sản số ở trên Binance luôn. Đấy, về Binance quá mạnh, cộng đồng quá lớn, nguồn lực tài chính quá lớn, cộng đồng quá lớn, sự uy tín cũng như là cái khối lượng giao dịch khổng lồ. Thành ra là Binance muốn làm cái gì cũng sẽ thành công hết. Thì ở đây chúng ta thấy là có rất là nhiều, có các cái viện nghiên cứu nè, cái sàn giao dịch phi tập trung nè, có điện toán giao dịch đám mây nè, rồi thậm chí là cổng môi giới nè, về giáo dục nè, rồi các cái nền tảng phát hành token nè, và nghiên cứu về các cái đồng tiền cũng như là về ví cứng, nó có hết rồi. Binance nó không thiếu gì hết. Ngoài ra thì nó khai thác cái hệ sinh thái của Binance, bao gồm là mình có thể là đầu tư, mình đầu tư những cái lựa chọn này là những lựa chọn nào, tài chính này là những cái lựa chọn dành cho cái việc thị trường nó downtrend. Thì Binance Bull, được không? Đó, có những cái bull, khi mà bạn khóa các token của mình lại, mình sẽ là khả năng là mình sẽ sinh ra được cái đoạn đồng tiền, mình sẽ có thêm những cái sẽ được đẻ ra thêm cái đồng tiền. Thì trong thời gian tới thì sẽ làm ra những cái video clip thêm, nhưng mà những cái tính năng là Binance Earning nè, Binance Bull nè, hay là cho vay, hay là những cái trong thời gian tới nó có những cái tính năng mới đó, thì hãy sẽ làm những cái video clip sau rõ hơn. Nhưng mà nó chỉ phù hợp cho thị trường downtrend thôi. Còn ở thời điểm hiện tại, nắm crypto vẫn thoải mái, chủ động hơn rất là nhiều. Thành ra là bây giờ chúng ta tạm thời không cần phải nghĩ nhiều, và tuyệt đối không có phái sinh, không có hợp đồng tương lai, không có dùng đòn bẩy, không có chiến đấu lon sọt gì hết nha cả nhà. Tuyệt đối không. Bởi vì có nhiều người cháy rất nhiều tiền, mất hết tài sản cũng vì cái này, do tham, do gấp. Nên là chúng ta lưu ý chỗ này, chúng ta chỉ cần spot thôi. Nhớ kỹ, spot đó chính là giao dịch cơ sở hết. Bạn mua và bạn nắm giữ và cứ để đó. Và đó chính là xoay quanh về toàn bộ những cái lưu ý khi mà chúng ta đầu tư trên Binance. Và có những cái thắc mắc thì cũng đã trả lời trong cái video clip này rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video clip, và chúc cả nhà sẽ có được thêm, nếu mà bạn có những câu hỏi nào mà chưa có cần mà muốn giải đáp, mà có thể comment ở phía dưới để có thể giải đáp cho chúng ta. Còn bạn nào mà cần mà nạp tiền, rút tiền, có thể là xem ở phía dưới. Tất cả mọi thứ đều có hướng dẫn hết rồi nha. Hôm nay là vấn đề kỹ thuật thì cũng nói sơ cho đầy đủ hết cho chúng ta nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video clip tiếp theo của Kiến Thức Crypto. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng bạn đến với video clip của Kiến Thức Crypto, và ngày hôm nay hãy muốn giới thiệu cho bạn về cái tính năng là hội viên của Kiến Thức Crypto. Và đối với thành viên VIP của Kiến Thức Crypto, bạn sẽ có 4 cái quyền lợi rất là rõ ràng. Quyền lợi thứ nhất đó chính là bạn xem được những cái video clip trước khi công chiếu. Thứ hai là bạn sẽ có những cái video chất lượng nhất về hành trình để mà có thể kiếm tiền, quản lý tài chính cá nhân và đầu tư. Và cái giá trị thứ ba đó chính là bạn có thể là tham gia những cái livestream chỉ dành riêng cho thành viên VIP thôi. Và cái quyền lợi thứ tư đó chính là bạn tham gia được vào cái group để bạn có thể trao đổi, bạn giao lưu với những cái người mà gọi là cũng rất là tích cực trong đó, với cái mong muốn là tạo ra một cái môi trường giúp cho những thành viên VIP của Kiến Thức Crypto được tự do tài chính, được phát triển bản thân một cách là nhanh chóng và có cái môi trường học tập thuận lợi. Nếu như bạn muốn tham gia vào thành viên VIP, bạn có thể đăng ký trên cái kênh Kiến Thức Crypto, bạn chọn tham gia và thanh toán bằng là thẻ Visa. Sau đó thì bạn sẽ vào trong phần một cộng đồng để có thể nhận được những cái thông tin, những cái cập nhật và tất cả những thông báo ở đó. Hãy xin phép được gửi lời cảm ơn tới cộng đồng Kiến Thức Crypto và hẹn gặp lại những thành viên VIP của Kiến Thức Crypto trong cái group kín của chúng ta nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.